Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án hay đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aerod ăn chia 1 triệu token TRS. Để tham gia dự án Aerod này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sẽ đó hoàn thành các nhiệm vụ trên cái form này nhé. Ở đây sẽ có là 100.000 à, 100 đúng rồi 100.000 người may mắn sẽ nhận được token. Ở đây bấm vào nhập tên của mọi người này, nhập địa chỉ email sau đó bấm enter ghi vết y. Rồi. Ở đây mọi người sẽ lập tức mọi người sẽ có một cái link để mọi người đi chia sẻ bạn bè và người thân để tham gia dự án này đó này luôn. Mọi người sao chép. Rồi, bây giờ mọi người kéo xuống mọi người làm nhiệm vụ cho mình. Follow Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Các bạn bấm follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên cho mình. Bấm theo dõi kênh Twitter này. Rồi, sau đó kẹo quay trở lại Aerod. Các bạn sẽ gửi username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình. Gắn account vào đây cho mình nhé. Ok, sau đó tích vào tôi đã follow. Rồi, tiếp tục join vào kênh Telegram cho mình. Có vẻ như kênh Telegram đang bị lỗi thì phải. Mình chưa join được đây. Trên kênh Twitter thì mọi người join vào kênh Telegram xin lỗi. Mình sẽ join lại kênh khác nhé. Join vào kênh Channel dưới này. Vẫn bị lỗi thì phải mà đang bị lỗi kênh Telegram nhé. Thử lên trên Twitter mọi người xem nào, có kênh Telegram trên này không. Đây, ra vào kênh Telegram này. Ok, đây là kênh chat nhé, mọi người có muốn tham gia cũng được. Rồi quay trở lại. Vẫn không vào được trên này. Để kênh Telegram này đang bị lỗi mọi người ạ. Mọi người join sau cũng được nhá. Nếu mà không join được thì mọi người cứ join sau nhá. Copy lại nào. Cho phần vào liên kết này. Vào Telegram nào. Tìm kiếm nào. Ok, như vậy là mình có kênh Telegram đây rồi mọi người nhá. Mình sẽ để link kênh liên kết Telegram ở dưới phần mô tả cho mọi người nhé. Đây mình sẽ bấm tham gia kênh này. Rồi sau đó quay trở lại Aerod. Rồi mọi người sẽ gửi username vào đây cho mình. Nhập username vào. Tức là mọi người sẽ nhập username kênh Telegram của mọi người nhé. Ok, quay trở lại Aerod này. Các bạn sẽ lấy cái username kênh Telegram mọi người này. Ở đây các bạn bấm trở lại này. Sau đó bấm trở lại tiếp tục này. Bấm vào ba gạch này. Lại bấm vào avatar này, sau đó mọi người thấy username đây nhá, copy lại sau đó gửi vào đây cho mình. Bấm vào tôi đã follow. Rồi, tiếp tục kênh này luôn. Mọi người cũng follow cho mình luôn. Rồi, sau đó quay lại gửi username kênh Telegram mọi người tiếp tục vào đây. Tích vào tôi đã follow. Rồi, ra vào kênh Discord. Bấm chấp nhận lời mời cho mình. Ok, kéo sang này để tìm đến bạn. Ở đây nó bảo mọi người verify này, bấm mũi tên này. Sau kéo xuống và tích vào ô vuông, bấm hoàn thành cho mình. Rồi. Vào đây chat cho mình từ đây nhá. Ok. Sau đó kéo sang phải này, bấm vào avatar. Bấm vào avatar đây này. Mọi thứ cái username đây nhá, copy lại sau đó gửi vào đây cho mình. Cái này thì không cần gắn account nhá. Rồi.
bấm tôi đã follow. Ok, visit website cho mình. Sau đó quay trở lại luôn, không cần. Địa chỉ ví thì mọi người sao chép địa chỉ ví Binance, địa chỉ ví solet.io nhá. Nếu các bạn chưa tải đăng ký tài khoản solet.io thì mình sẽ để link đăng ký tài khoản solet.io dưới phần mô tả cho mọi người. Và đây các bạn đăng nhập tài khoản ví Solana ở trên ví solet.io cho mình. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ sao chép địa chỉ ví đây nhá. Mong Sol này, bấm vào mũi tên này, sau bấm vào Decipher, ở đây bấm sao chép địa chỉ ví, sau đó quay trở lại Eros, các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Rồi, tiếp theo bấm vào Confirm thôi, bấm đi và bấm Confirm. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.